Spyroom xin lưu ý với các bạn khán giả, đây là phần nối tiếp của video cuộc chạy đua vào vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô đã được đăng tải cách đây không lâu. Chúng mình sẽ để link phần 1 này dưới phần mô tả. Còn sau đây, Spyroom sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn phần 2 trong loạt bài về lịch sử khoa học tên lửa của tác giả Hùng Lý. Người Mỹ chiến thắng ngạo nghễ trước Liên Xô. Vào thời điểm như năm 1969, dù chỉ mang tính chất tuyên truyền, nhiều hơn là hiện thực, Liên Xô thực sự vẫn có kế hoạch đưa người lên mặt trăng. Và đó chính là khởi nguồn của chương trình Lunokhod khi xây dựng những robot tự hành để có thể phụ giúp cho con người trên mặt trăng. Tuy vậy thì kế hoạch này cũng có phần hơi phá sản với việc Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Lunokhod về sau trở thành chương trình sử dụng robot để lên mặt trăng, đem các mẫu vật lẫn gửi hình từ mặt trăng về. Mỹ vẫn chú trọng yếu tố con người hơn. Còn về nước Mỹ thì tất nhiên, chương trình Apollo 11 là một thành công rực rỡ và ba phi hành gia trở về như những người anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, NASA vẫn chưa dừng lại và họ đã có ý định đầu tư cho đến những 10 chuyến du hành lên mặt trăng. Apollo 12 đã được phóng và chuyến đi là một thành công. Nhưng rồi, việc các chính trị gia Mỹ cho rằng họ đã thắng Liên Xô rồi, thì không việc gì phải đổ hết tiền của quốc gia vào các chương trình này nữa. Và khoảng thời gian chương trình này bị cắt giảm xuống chỉ còn 9 chuyến và còn cắt nữa, cũng chính là thời điểm phim Apollo 13 bắt đầu. Tom Hanks vào vai James Lovell, mà nếu ai còn nhớ ở bài trước, thì ông chính là người đã ở trên Apollo 8. Và với Apollo 13, ông sẽ được đặt chân lên mặt trăng. Thế nhưng, mọi việc diễn ra như thế nào thì ai cũng rõ. Có thể nói đây là thanh niên số nhỏ nhất chương trình Apollo khi hai lần lên đến mặt trăng rồi mà chẳng chạm được vào nó. Bạn đồng hành lần này của Lovell là Ken Martinly và Fred Hayes. Thế nhưng khoảng một tuần trước chuyến đi, Ken đã bị nhiễm bệnh sởi đứt và được thay thế bằng John Jack Swigert. Ở ngoài đời, sự thay thế này thật ra không quá quan trọng. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp của phi hành gia nói riêng và sự kỹ lưỡng của NASA. Nhưng khi lên phim, chi tiết này đã được sử dụng rất khéo léo mà tôi sẽ giải thích ở dưới. Trong một lần phỏng vấn thì vợ của Lovell đã chia sẻ một chi tiết cực kỳ thú vị và nó cũng đã được đưa lên phim, tạo ra một thông điệp ẩn về sự thất bại của Apollo 13 khá hay. Đó là chiếc nhẫn cưới trên tay bà bị tuột khi bà đang tắm và lọt vào ống thoát nước. Bà chia sẻ rằng nó ám ảnh bà cả đêm và khi bà hay tin thì bà đã không nghĩ sẽ có thể gặp lại chồng. Thậm chí cả việc rất ngẫu nhiên là con tàu Apollo 13 khởi hành vào lúc 13 giờ ngày 11 tháng 4 năm 1970 cũng làm cho bà vợ và nhiều người lo sợ về số 13 xui xẻo. Cũng chẳng ai trong phi hành đoàn mảy may quan tâm. Họ chỉ nghĩ đơn giản đó là một con số và là ngày và giờ có điều kiện thời tiết tốt nhất. Và cũng thật trùng hợp, tai nạn xảy ra chỉ 2 ngày sau đó, tính theo giờ trái đất, ngày 13. Và nếu có ai để ý, thì khi con tàu chuẩn bị phóng, có một người nói rằng All the networks dumped us. One of them said we made going to the moon about as exciting as taking a trip to Pittsburgh. Và mỉa mai thay, đó là sự thật. Sau Apollo 12, việc truyền bá và giới thiệu về người Mỹ lên được mặt trăng đã bắt đầu trở nên cực kỳ nhàm chán trong mắt người Mỹ. Kiểu như khi ta không có được thứ gì, thì ta cực kỳ thèm khát nó. Khi có rồi thì nó cũng chỉ là một vật thường đã được sở hữu mà thôi. Đằng này còn có đến hai thứ như thế thì không chán sao được. Không những thế, bấy giờ người ta quan tâm đến một chuyện hệ trọng hơn. Đó là ngày 10 tháng 4 năm 1970, Paul McCartney đã rời The Beatles. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau thì 60 triệu người dân đã phải dán mắt vào màn hình mỗi ngày để theo dõi số phận của ba phi hành gia. 1 giờ trưa hay 13 giờ ngày 11 tháng 4 năm 1970, Apollo 13 đã được phóng. Và đến 21 giờ ngày 13 tháng 4, sự cố đã xảy ra. Apollo 13 và cuộc giải cứu diệu kỳ. Thứ lỗi cho tôi vì không có sự hiểu biết về các từ chuyên môn, nhưng tôi có thể giải thích đại khái như thế này. Khi Jack Swigert bật công tắc để giúp trộn bình oxy và hydro lỏng, một mạch điện hở đã gây cháy và làm nổ cả một bình oxy lớn và làm hỏng module dịch vụ. Hãy hiểu thế này, bình oxy đấy không chỉ để bơm không khí cho các phi hành gia, nó còn được sử dụng để truyền tải điện năng cho việc sử dụng cho các động cơ ở mô đun dịch vụ và mô đun chỉ huy. Và bọn họ có một bình thì nổ toàn, một bình còn lại bị hở vì vụ nổ trên làm nó hao hụt oxy rất nhiều. Chưa hết, một phần thân tàu và lá chắn cũng hư hại hoàn toàn. Hãy nhớ về lá chắn nhiệt,
Điều đó đã khiến Lovell mở một thông báo cực kỳ nổi tiếng. Chỉ một câu duy nhất đủ tóm tắt cả chương trình Apollo 13. Và trong phim, câu này đã bị nói sai hoặc rút ngắn như khá nhiều người làm tưởng thành. Có lẽ các bạn đang vấn rằng tại sao tôi lại bắt một lỗi ngữ pháp gần như không thay đổi mấy về mặt ý nghĩa. Nhưng để tôi giải nghĩa ra cho các bạn thấy vấn đề của hai câu nói ấy và thậm chí là hướng nhắm đến của bộ phim. Khi xem phim, để có điểm nhấn thì cần phải có sự drama, đôi khi là do làm quá, hơi bẻ lịch sử, còn ở trường hợp này chỉ là một câu nói. Để nó ở hiện tại đơn là một cách để nhấn mạnh sự việc xảy ra và sự nguy hiểm của tình huống cấp bách này. Ngay lập tức, chúng ta bị cuốn theo ngay, hồi hộp ngay từ giây phút đó. Nếu không có sự dramatic, có lẽ đây chỉ là một phim tài liệu thôi, phải không nào? Còn ở ngoài đời thực, Lovell dùng thì quá khứ hoàn thành. Như đúng quy luật, đó chính là một sự kiện diễn ra trước một sự việc khác ở trong quá khứ. Vậy, sự việc khác ở đây là gì? Chính là lúc Lovell báo cáo tình hình. Ngay khi câu nói đã kết thúc, tất cả mọi thứ đã là quá khứ rồi, đã diễn ra rồi. Việc ở thì hiện tại của cả ba phi hành gia lẫn đài chỉ huy mặt đất chính là làm cách nào để giải quyết vấn đề. Có thể thấy đó là một sự dũng cảm và chuyên nghiệp lên đến đẳng cấp của ba phi hành gia này. Và thú thực tôi cũng không biết là tất cả các phi hành gia và cả quy chế trong NASA hay ở mọi thứ khác ở nước ngoài có phải là như vậy hay không. Nhưng chỉ phân tích văn phạm có một câu nói thôi đã đủ làm tôi nể phục cái chí hướng của những người này. Họ không cần quan tâm tới vấn đề đã xảy ra nữa. Họ quan tâm đến việc sửa chữa vấn đề đó hơn. Trong phim, cảnh đấy được làm vô cùng hỗn loạn. Những khu zoom và quay lắc tạo được sự drama mà tôi đã nói tới. Còn ở phần điện đàm thực tế ngoài đời, Lovell bình tĩnh đến kinh khủng. Nếu dám nói, đó sẽ là khoảnh khắc bình tĩnh trong top 3 của cả lịch sử nhân loại đã ghi nhận. Bạn lơ lửng trong không gian, tàu băng bị hư hại, và nếu chỉ có một sai sót nhỏ nhất, bạn cũng sẽ lạc trôi giữa bầu trời, mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Mà bạn điện đàm về với một giọng không hề biến sắc, liên tục báo cáo và cùng đưa ra các giải pháp với đài chỉ huy không một chút âu lo sợ sệt. Tất cả những việc xảy ra ở module chỉ như việc bọn họ phải tắt hết hệ thống gây tốn điện để sử dụng mọi thứ ở mức tối thiểu. Việc xử lý khí CO2, việc tắt máy sưởi làm giảm nhiệt độ thê thảm và các phi hành gia phải chịu đựng như thế suốt trong 4 ngày dài đằng đẵng với những nhu cầu cực kỳ hạn chế được làm rất chính xác đến chừng có thể. Vì dĩ nhiên, ta cũng chẳng thể làm một bộ phim khoa học chán ngắt phải không nào. Một lần nữa, xin nhấn mạnh yếu tố drama đã dẫn dắt khá nhiều chi tiết của phim để tạo điểm nhấn, cảm xúc và làm thay đổi một số tình huống mà tôi sẽ phân tích cụ thể sau đây. Việc thay đổi Ken Martin Lee bằng Jack Swigert vốn dĩ là chuyện không phải là theo kiểu bí bách gọi một phi hành gia khác như chúng ta thấy trên phim. Jack sẽ thay thế được bất cứ ai vì anh nằm trong đội dự bị. Và như bất kỳ phi hành gia nào của chương trình Apollo, họ cũng đều được đào tạo bài bản tất cả các nhiệm vụ. Nhưng Ron Howard đã dùng cái đó để tạo thành cái cớ kiểu như cầu thủ dự bị vào sân phá game và tạo ra những sự cãi vã cho thấy sự kịch tính và tuyệt vọng của các phi hành gia khi mạng sống họ giờ đây chẳng khác chỉ mảnh treo chuông. Việc cả đội chỉ huy mặt đất hối hả và thậm chí căng thẳng la hét chửi bới tìm cách để giúp những người ở Apollo 13, thật ra thì, cũng như clip trên, nếu bạn coi hết, thật ra là bọn họ dù cũng khá căng thẳng nhưng cũng đã rất bình tĩnh giải quyết mọi thứ theo đúng quy trình của những kế hoạch phòng bị lập ra sẵn. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà các phi hành gia bình tĩnh như vậy. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp để giải quyết. Vấn đề bọn họ thực sự đối đầu chính là việc tính toán những số liệu mới để giúp cho Apollo 13 lợi dụng trọng lực mặt trăng kéo họ quay lại trái đất. Vì vậy, cảnh tính toán thì đúng. Còn việc Jack leo lên mô đun thử nghiệm để tính toán điện áp phù hợp để khởi động tàu là họ đã được tập luyện sẵn rồi. Cảnh đó được đưa ra chỉ để giúp khán giả biết khó khăn là gì thôi. Và rồi, đã đến lúc mọi người trở về. Và đến đây, vấn đề lại xảy ra khi bọn họ rời mô đun dịch vụ đến mô đun chỉ huy và tách tàu. Bạn còn nhớ tôi nhắc về tấm chắn nhiệt không? Bây giờ cả ba người bọn họ phải lao xuống trái đất ở vận tốc cực kỳ cao. Và khi mô đun lao thẳng vào bầu khí quyển với một tốc độ khủng khiếp, và hứng chịu một lượng nhiệt lên đến hơn 1.600 độ C và không có lá chắn nhiệt. Đồng thời, do các con tàu Apollo được thiết kế chỉ để sử dụng cho một chuyến đi, họ hoàn toàn có thể chết cháy trước khi chạm mặt biển. Và khoảng 10-15 phút, phim được thuật lại gần như chính xác đến 100%.
đến cả những tiểu tiết như việc các máy móc bị đông cứng ở ngoài không gian do tắt máy sưởi. Và sau khoảng 4 ngày bật máy móc lên lại, cầu trời cho chúng còn hoạt động sau khi đóng băng. Khoang tàu đông cứng khi gặp nhiệt tạo ra những giọt nước bắn thẳng vào mặt các phi hành gia cũng được làm vô cùng tinh tế. Một người tả khi vào khí quyển thì như có mưa trong khoang lái. Khi tư liệu và hồi ức của những con người dũng cảm này đã được phỏng vấn trình chiếu lẫn viết thành rất nhiều sách. Và cuối cùng, sau vài phút chờ đợi do bị nhiễu sóng, cuối cùng tất cả cũng đã bắt được tín hiệu radio từ mô đun chỉ huy. Cả ba trở về an toàn một cách thần kỳ và sống sót 6 ngày kinh hoàng ngoài không gian. Apollo 13 quả thực là một giờ khắc đen tối của các phi hành gia Mỹ. Nhưng trong chính những giờ khắc ấy đã giúp tôn vinh được những phẩm chất xuất sắc nhất của họ và cả những người điều hành tại đài chỉ huy đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu ngoạn mục. Và bộ phim điện ảnh năm 1995 lại càng giúp tôn vinh thêm giờ khắc đen tối ấy. Và đó là những chia sẻ của tác giả Hùng Lý về lịch sử khoa học tên lửa và con tàu vũ trụ Apollo 13. Các bạn nghĩ sao về sự kiện này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé! Cũng đừng quên để lại cho Spyroom một like và một subscribe để tiếp tục đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.